gì? Diana. Diana. Tên rồi gì vậy? Thì con quẹo tay phải Diana. Con quẹo tay phải Diana, con đi vô một xí. Con gặp cái tên đường dễ nhớ lắm. Cinderella. Con biết Cinderella. Why don't you just say it's on Cinderella? My friend lives right there. Nó gần cái đường Cinderella, nó xuống đường Jackson luôn nè. Ok. Con quẹo tay phải Diana, rồi con quẹo tay trái đường Cinderella. Cinderella. Con đi Cinderella là xí thôi. Ngay trước mà con là cái tên đường để tức cười lắm nha. Why can't you just give me the address? Nó kêu là Steve. Tụi con nó kêu là Steve. Steve. Nó kêu là gì? Mình cứ nhớ là Betty á, mình cứ nhớ là Betty. That's not even remotely close to my name. Country style. Country style direction. Direction. Đấy, forget that quest. Ok. Cinderella, con thấy con đường Stees. Stees, giống tea. Con quẹo tay trái là. Nó là cái cót nha, nó là cái cót nhỏ xíu xíu à. Cái cót nhỏ xíu xíu giống nhà bác ba á. Ok, giống nhà bác Cường, giống nhà ông Cường. Thì căn nhà ở bên tay trái, số nhà nè. 918. Mà cái cách là dễ nhớ là mày lấy này, mày lấy 918. Mày lấy 9, mày subtract cho 1 thì mày có 8. Tao phải đặt trong đầu, tao hay quên đó. Hồi sáng mày kể chuyện cho bác ba nghe, bà cười, bà đang ăn đồ ăn, bà sắc quá trời. Mày kể nè, bác em tin chắc là bác chỉ đường rất là rõ ràng, rất là chính xác. So it's not even right. Cái mẹ nói với bác ba chứ, bác chỉ sao là em ý như vậy em đi. Bác nói em á là đường quay. Gọi tay trái thì story. Gặp bốn cái đèn đỏ. Là tới đây em nè. Why don't you just give each other the address and the name of the street? Em đi bốn cái đèn đỏ. Mẹ ơi, có cái phone của mình, mẹ bấm nó vô đó. Nhìn nè. Stay gì chứ không phải đường Stay. Stay gì hả? Oh, Stacy. Stay gì hả? Cô này là mẹ không? Mẹ không? Tao là mẹ không? Mẹ nói bốn cái đèn đỏ rồi. Yeah. Mà sao đi miết? Chẳng thấy Diana đâu. Trời, bà cười, bà sặc luôn. Cái bà Uyên nó nói nè, chị, nếu chị đi á Capitol thì là đúng bốn cái đèn đỏ. Nhưng chị đi đường quay thì chị phải cộng thêm mấy cái đèn đỏ vô nữa. Thì ra là 7 cái đèn đỏ, 7. Why 7. Do you have to count the number of intersections? Why don't you just look it up on your phone? That's what I was thinking. Mẹ bấm cái 918 stays. Stays. Mẹ nó lên liền. Stays. Mẹ nghe cái phone, mẹ nghe cái phone nó nói mình quẹo ở đây. Oh really? Nó gọi là GPS. Ta sống trên năm 2014 rồi mà. Mà còn sao country style.